này nhỡ nó xảy ra cái gì ai chịu trách nhiệm chẳng mày chịu là ai nhá. Mày đừng có làm đấy. Hôm nay nhà bỏ ra đi thằng kia xuống lốt đi. Đập tràn lũ hết rồi không đi được đành đi đường này ấy. Lũ thì kệ thôi, nghỉ học. Đầu tiên là ai mẹ chịu bố mẹ nó mang con xuống đây thì mình mới cho đi, còn nó không có bố mẹ nó mình không cho đi đâu. Bây giờ chúng nó cứ theo mấy cái đứa này như thế này, bố mẹ nó không ra đây nhỡ nó thế nào nó lại đổ cho mẹ là mình là chết oan đấy. Bây giờ chỉ mình cho con mình đi thôi. Mẹ mạng người. Còn những cái bọn nó không có bố mẹ nó không cho đi nữa bây giờ ấy. Quá nguy hiểm. Hôm nay hai đứa ta đâu không cho đi. Mình ấy xong cất thang đi không cho đi thế này nữa. Đứa nào bố mẹ nó xuống đây này nhìn đấy, nếu có thế nào chúng mày đừng có ấy không, còn tí là mình phải vạ đấy, phần làm ơn phải vạ đấy. Phải vạ đấy. Đừng có đùa. Nó cứ lai con nó xuống đây nó vứt ở đây xong rồi nó đi về xong rồi tí là như thế nào mà mình chịu trách nhiệm ấy. Đấy, biết chưa? Tốt nhất là cầu đây không đi. Thôi đứa này có xe đạp điện chúng mày đi lên kia đi, không không đi đâu, đi không đi học thì nghỉ. Như thế nào là các cô ở đây phải chịu trách nhiệm đấy. Các cô ở đây là có bố mẹ ở đây, nếu như thế nào con các cô thế nào các cô chịu trách nhiệm, của chúng mày nhỡ thế nào bố mẹ chúng mày lên bắt đền chúng các cô thì chết không đi đâu. Thằng thọ đi đi đi, có bố mày đây rồi đi đi. Thôi chả đi được thì nghỉ các cháu ạ, không sợ. Bây giờ nhỡ đâu nó có thế nào chúng tao lại chịu trách nhiệm đấy. Đừng